Thưa quý vị, liên quan tới vụ nổ do pháo tự chế khiến cho hai trẻ nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, một trong số 4 nạn nhân của vụ nổ hiện đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng choáng, đa chấn thương, rách da nham nhở, nát cơ ở nhiều vị trí trên cơ thể, tập trung chủ yếu tại hàm mặt, vai, ngực, đùi và cẳng chân. Ngay lập tức, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn, đánh giá chung các vết thương, đồng thời phối hợp với các chuyên khoa để thực hiện phẫu thuật cho bé. Tình trạng hiện tại thì em bé nó ở hậu phẫu ngày thứ nhất, thì em bé nó tỉnh táo bình thường. Các cái vết thương thì nó còn phù nề nhiều. Em bé được phẫu thuật ngày hôm qua, thì cái tình trạng vết mổ thì nó ổn định, tức là nó không có diễn tiến xấu thêm. Trước đó, thông tin từ gia đình bệnh nhi cho biết, ngày 25 tháng 12, cậu bé MT 12 tuổi cùng 3 người bạn gần nhà đã tự ý đặt mua thuốc nổ trên mạng với giá 200.000 đồng để làm pháo. Khi đang tự chế thì quả pháo bất ngờ phát nổ khiến một bé tử vong tại chỗ, một bé khác được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài MT, hiện một trường hợp khác cũng đang điều trị tại địa phương. Đáng nói ngoài trường hợp này, hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều nạn nhân gặp nạn do pháo nổ. Thời gian gần đây ở khoa bỏng thì có tiếp nhận một số bé thì có hai cái dạng bỏng do pháo, tổn thương chủ yếu là do cái hóa chất nó cháy làm bé bị phỏng. Thì cái đó nó sẽ phỏng ở phía ngoài da nhiều hơn. Đặc biệt có các cái trường hợp mà bé nó chế pháo tự chế thì ngoài hóa chất nó cháy thì nó còn có những cái vật chứa bằng kim loại hoặc là bằng cái mảnh giấy pháo á. Thì bé nó sẽ tổn thương nặng và sâu hơn, thì nó sẽ để lại những cái vết thương nó nghiêm trọng. Và cái không phải là chỉ ngoài da mà tổn thương các cái mô phía dưới da, thậm chí là lóc hoặc là đứt rời cái phần chi. Bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình cần đặc biệt quan tâm để ngăn chặn kịp thời những hành động nguy hiểm ở trẻ do thiếu hiểu biết về pháo nổ. Nhà trường cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, giúp trẻ nhận thức được hành vi tự chế pháo là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.